cô à, khi mà nhìn lại chặng đường 60 năm làm nghệ thuật thì cô thấy là cô là thuộc người may mắn không? Tôi là làm biếng nhìn lại đó, nhưng mà cũng thỉnh thoảng quét qua một cái thì thấy mình quá sức may mắn mà vô cùng hạnh phúc, là bởi vì tôi được sự thương yêu, được sự giúp đỡ và thậm chí được sự dạy bảo của rất là nhiều giới khác nhau, nhiều tầng lớp khác nhau trong cái khán giả đặc biệt của cải lương. Thế tôi một cô đào 16 tuổi, nó khác gì với một cô đào 78 tuổi ạ? Cả hai đều có sự may mắn, cả hai đều có sự khôn ngoan và cả hai cũng đều có sự ngu dốt như nhau. Khi mà mình là cô đào 16 tuổi thì là cô thấy là mình là được thế hệ đi trước nhiều nhất, thì với một người đi trước ở đây, một cái đa kỳ đài hiện tại thì cô suy nghĩ gì về thế hệ trẻ tiếp nối ạ? Mỗi một con người sinh ra là có một cái đời sống riêng và có một cái sinh mệnh riêng và có một cái định mệnh riêng. Cho nên không có con đường của ai giống con đường của ai. Và nếu như chúng ta chịu khó nhìn quanh, nhìn quất, nhìn trước, nhìn sau và chúng ta chịu khó học hỏi tất cả với lòng biết ơn thì dĩ nhiên là sẽ thành công. Còn nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ rằng mình giỏi là mình không cần ai hết thì thiệt ra là mình giống như ếch ngồi đáy giếng và cái điều đó rất đáng tội nghiệp. Thành thử ra không thể nói rằng người đi trước sẽ có điều gì để dặn dò người đi sau, là vì mỗi người khi mà Thượng Đế sinh ra, cha mẹ sinh ra thì đều cho họ có một cái khả năng tự đi tự đứng và có một cái khả năng đó là tự tồn tại trước những cái biển dâu của cuộc sống. Mà nếu như người ta thích học thì dĩ nhiên là người ta sẽ cần tìm những cái thứ để người ta học, còn nếu như người ta không thích học thì bạn có dạy cũng vô ích. Là như chúng ta biết đó, là có rất là nhiều bạn trẻ yêu cầu muốn biết cái văn hóa truyền thống của Việt Nam, mà cái truyền thống này nó liên can, nó là dính đến cái hiện đại. Cái loại hình nghệ thuật cái lương thì nó là cải cách tác ca theo tiến bộ, lương truyền từng tính sánh văn minh, tức là sân khấu dân tộc truyền thống nhưng lại là văn minh với tiến bộ, và có yêu cầu của các bạn trẻ cho nên là chúng ta cùng nhau làm. Cái đó thì lúc nào cũng phải cảnh giác mình chứ. Tức là 5-3 năm thì dài 3 tháng thì cũng đã phải cảnh giác mình rồi, huống chi là mấy mươi năm. Cho nên lúc nào tôi cũng phải nói rằng nhờ khán giả và đặc biệt là nhờ thế hệ trẻ để chúng ta kiểm soát mình, để cho mình đừng có phải bị sao vào cái trường hợp như vậy. Thưa cô, khi mà với tư cách một nghệ sĩ đi trước, khi mà cô đón nhận những cái ý kiến trái chiều thì cô phản ứng như thế nào ạ? Cảm ơn. Bởi vì đó là chúng ta biết rằng muốn phát triển thì phải mâu thuẫn. Tức là khi mình đưa ra một cái vấn đề gì đó hay là một cái dự án gì đó, bất cứ một cái gì mà nếu có những ý kiến trái chiều thì đó là cái lúc mà chúng ta thông minh nhất và chúng ta biết cách làm sao cho đúng nhất. Cho nên là cảm ơn. Là nếu như có một điều ước cho nghệ thuật sân khấu cải lương thì cô ước điều gì ạ? Không, tôi không có ước điều gì á. Tôi sống và tôi quan sát cái thế giới của tôi và tôi cảm thấy rằng điều gì tôi có thể làm được tôi sẽ làm đàng hoàng. Nhìn Sài Gòn đổi thay, Sài Gòn phát triển mỗi ngày, thì là một đứa con của Sài Gòn thì cô có cảm xúc và cảm nghĩ gì không? Sài Gòn cũng như thế giới đang đi theo quy luật, tức là tất cả đều thay đổi và chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Thì như vậy cái sự thay đổi của Sài Gòn hay sự thay đổi của một con người hay sự thay đổi của bất cứ cái điều gì trên thế giới này, đó là quy luật và tất cả chúng mình cố gắng mỗi ngày học hỏi để thích nghi. Dạ thưa cô, là tại sao cô lại là chọn một cái bộ ảnh mang chủ đề là Sài Gòn hoàng hôn ạ? Tôi là người Sài Gòn và tôi thích làm như thế. Là vì sao không làm một buổi sáng bình minh mà lại một buổi chiều hoàng hôn? Khi mà người ta ở khoảng tuổi nào thì người ta thích làm cái việc của cái thời gian đó. Cũng giống như là khi mà cậu tác giả Hoa Phượng viết cho cậu Mười Út Trời Ôn cái câu dòng cổ ở trong cái tuyệt tình ca thì tôi học được từ đó. Tức là tôi đứng ở đây mà tưởng chừng như đứng mà sống Mỹ Thuận, khi mình tách bến đi trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhóm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời ra. Thì ngày đó tôi cũng hỏi tác giả Hoa Phượng một câu như bạn, vì sao mà chọn cái hoàng hôn để cho cái nhân vật này ở cái sông Mỹ Thuận? Thì ông nói rằng hoàng hôn của cái thời tiết, hoàng hôn của một ngày, mà cũng là hoàng hôn của cuộc đời của cái nhân vật đó. Mà khi nào các bạn làm được cái điều đó thì dĩ nhiên là các bạn khán giả sẽ thích và khán giả sẽ yêu bạn.